À, chào các bác, nhạc vàng thì vẫn cứ phải là Pioneer S180A. Đấy là câu nói của rất là nhiều các bác đã đúc kết ra rồi. Một cặp loa huyền thoại qua rất là nhiều thế hệ chơi audio. Đấy, luôn luôn là sùng bái cái dòng Pioneer S180A. Một cặp loa cho chất âm rất là hay, tiếng nó dày dặn, đấy, ngọt mềm và đặc biệt là thể hiện cái dòng nhạc vàng, nhạc bolero thì vô cùng là xuất sắc. Chất âm của cặp 180A thì đã ăn sâu vào tiềm thức của anh em chơi audio không những là trong nước mà trên toàn thế giới các bác nhé. Cặp này thì cho một chất âm phải nói rằng hết sức là hay, tuyệt vời trong cái tầm tiền. Hôm nay thì bên em có về được một cặp đẹp xuất sắc, em sẽ test nhạc. Đấy, mời các bác thưởng thức cũng như là báo giá giao lưu cùng các bác. Một số những cái thông số kỹ thuật của cặp loa với cái chiều cao là 65, chiều rộng là 38 và chiều sâu là 37 cm. Cặp loa này thì có công suất maximum là 120W cho một thùng, độ nhạy lên tới 95 dB, rất là dễ dàng phối ghép với các dòng âm ly khác nhau. Cấu hình của cặp 180A thì gồm có một bát 32 cm, một mid 12 và một loa chép dom 2,5 cm. Đây là toàn bộ những cái thông số bên em đã tra cứu được và xin gửi tới các bác. Cặp 180A thì thiết kế vỏ gỗ lạng tình trạng tuyệt đẹp luôn. Đấy, từ thùng vỏ góc cạnh đến cái tiếng loa của cặp này thì đều đẹp xuất sắc. Trên tay em thì là lưới căng của 180A, thiết kế với lưới vải màu đen. Bên ngoài chúng ta sẽ có logo của 180A. Lưới này thì còn đẹp và còn zin. Bên trong phần khung thì còn khá là chắc chắn. Em sẽ đi vào chi tiết cái cấu hình của cặp loa này, mời các bác chúng ta cùng xem. Đầu tiên thì em mời các bác xem phần thùng vỏ góc cạnh của 180A, thiết kế với vỏ vân gỗ màu nâu rất là đẹp. Đây, thùng vỏ góc cạnh còn vuông vắn, đẹp xuất sắc, không chảy xước cũng như không sứt mẻ. Phần phía hậu đây, một cặp loa các bác cứ nhìn cái hậu là các bác có thể đánh giá được. Đấy, số series em quay đầy đủ cho các bác, 258 này. Đây là VL, đấy, hai vế đối xứng nhau các bác nhé. Vế bên kia sẽ là vế EL. Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái cấu hình của cặp loa này. Cặp này còn rất là đẹp. Đây các bác nhìn giúp em cái phần loa, loa mid đây, gông kiềng còn sáng trắng, rồi cả loa chép nữa, tuyến loa là căng mọng luôn. Model 180A bao zin toàn bộ cho các bác chơi. Đây loa bass của chúng ta còn rất là đẹp. Em quay tiếp sang bên này. Đây các bác xem phần thùng vỏ của em nói nhé, quá mới luôn. Cặp này thì hoa hậu tuyển chọn cho các bác chơi. Đấy, đây là vế L, bên kia này là vế R. Đấy, cấu hình tuyến loa đây. Đấy, nõn là luôn các bác ạ. À, những cái cặp mà gông kiềng còn sáng, tuyến loa còn mọng như này thì khá là hiếm gặp. Và cặp này thì xin được đưa ra mức giá giao lưu rất tốt cùng các bác. Có những cái thời điểm mà nó sốt hàng, không có hàng. Đấy, và những cái thời điểm mà đồ audio cao ấy, thì nó có những cái shop bán lên tới 28-29 triệu. Nhưng bây giờ giá rất là bình ổn. Bên em giao lưu cho các bác một mức giá đầu xuân cực kỳ tốt, 23 triệu đồng cho cặp S180A đẹp xuất sắc. 23 triệu đồng các bác nhé. Bên em có địa chỉ tại 29 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Em có giao hàng đi toàn quốc. Giá sản phẩm là không bao gồm phí ship. 23 triệu cho cặp 180A này. Các bác có nhu cầu các bác alo cho em. Bây giờ em sẽ test nhạc. Rất là dễ ghép âm ly. Ở đây em ghép với chiếc âm ly cổ Sansui 881. Các bác nghe thử nhé. Các bác nhớ đeo tai phone vào để cảm nhận chất âm của cặp loa này. Rất là đáng chơi. Trong cái tầm tiền, bát của nó thì đánh sâu thôi rồi, rất sâu luôn, tiếng mềm mại ngọt ngào, một cặp loa đẳng cấp cho các bác chơi, giá cực kỳ tốt. Từng giờ thời gian.
23 triệu đồng cho cặp S180A, chất âm vô cùng đẳng cấp. Các bác có nhu cầu các bác alo cho em đặt trần. Bên em thì có duy nhất một cặp thôi và số series thì em đã quay đầy đủ rồi. Các bác có nhu cầu thì hãy nhanh tay alo cho em. Rất hay, rất dễ phối ghép âm ly. Trong cái tầm tiền, trong cái tầm giá thì các bác chơi em nó 2-3 triệu vô địch luôn. Có người vợ ngoan đẹp nhưng chẳng người sau cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi dễ mấy ai vui, em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lẻ. Này anh lính chiến, người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương từng đêm nghe đàn rót cho khéo nhé, kéo lầm vào nhà tôi. Nhà tôi ở cuối chân đời, có giàn thiên lý, có người tôi thương. Hai mươi ba triệu đồng cho cặp S180A huyền thoại và đẳng cấp. Các bác có nhu cầu alo cho em. Phải nói rằng tiếng của cặp này thì quá đã luôn. Các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero thì không còn gì phải bàn nữa. Đúng là huyền thoại. Tôi trao anh ngày nào đã quen nhau, vì chung hướng đời mình trót trao nhau nụ và tình yêu đó tôi đem em trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm. Hai chúng mình tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên anh. Cho đến hôm nay với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những với niềm yêu thương. 23 triệu đồng cho cặp S180A huyền thoại, chất âm rất hay. Cặp này thì bên em bao zin cũng như là bao rất đẹp cho các bác. Bây giờ thì em sẽ test một ca khúc của ca sĩ Chế Linh Thanh Tuyền, ca khúc rất là quen thuộc. Sau đó thì em sẽ kết thúc video clip. Các bác quan tâm thì các bác alo trực tiếp cho em đặt trần.
Bên em có địa chỉ tại 29 phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship. Là Trần xin thông báo lại mức giá 23 triệu đồng cho cặp S18A đẹp xuất sắc. Các bác có nhu cầu alo cho em. Bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng đi toàn quốc, giá sản phẩm chưa bao gồm phí ship. Cảm ơn các bác.